Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ước nguyện ở tuổi 75 của bà hoàng nghệ sĩ cải lương Lê Thúy. Nghệ sĩ nhân dân Lê Thúy tự nhận mình may mắn có cuộc sống sung túc về già. Bà mong mối sức khỏe để tiếp tục ca hát, dành trọn thời gian bên chồng và hai con. Những ngày thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tỉ thị 16 chống dịch, nghệ sĩ nhân dân Lê Thúy chỉ quay quần trong nhà, nữ nghệ sĩ diệt thời gian bằng việc nấu ăn làm bánh, xem TV và thường xuyên cập nhật tin tức COVID-19 qua báo đài. Bà cho biết đã đăng ký tiêm vaccine từ hơn một tháng qua và đang đợi để tiêm mũi đầu tiên. Chia sẻ với Vietnamnet, Lê Thúy cho hay từng tuổi này bà mới lần đầu tiên chứng kiến một trận dịch quy mô toàn cầu. Giữa tình cảnh khó khăn, nghệ sĩ ấm lòng và chứng kiến khoảng khắc một người đùm bọc, san sẻ nhau và hành động nhỏ nhặt mỗi ngày theo dõi thời sự và quặn lòng, thấy số ca nhiễm không ngừng tăng. Nhiều cảnh đời còn khó khăn, nay càng khó khăn hơn vì dịch bệnh, tuy mong lãnh đạo tạo điều kiện cho những người nghèo sớm được viên vaccine. Bởi chính họ mới là đối tượng cần được quan tâm nhất lúc này, nghệ sĩ nói. Nghệ sĩ nhân dân Lê Thúy góp công sức của mình công tác thiện nguyện, bà bỏ tiền túi và kêu gọi mạnh thường quân gần 300 phần quà, trao tặng cho các nghệ sĩ già neo đơn. Vào tháng 8 tới, trong đợt dịch đầu tiên, nữ nghệ sĩ và con trai, ca sĩ Dương Đình Chí cũng ủng hộ 5 tấn gạo, hơn 150 phần quà cho các công nhân hậu đài. Âm thanh ánh sáng hoàn cảnh khó khăn. Cách đây vài ngày, Lê Thúy cùng nghệ sĩ Chí Tâm thực hiện sản phẩm âm nhạc Thương Quá Sài Gòn. Bài hát được khán giả hòa giọng, gây ấn tượng với ca ngọt ngào và giàu ý nghĩa nhằm động viên tinh thần người dân thành phố trong những ngày nỗ lực vượt qua. Trước dịch, Lê Thúy chạy show trung bình 15 đến 20 ngày mỗi tháng. Bà chọn hát ở nhiều tụ điểm sân khấu lớn nhỏ từ thành phố đến các hội ngộ ở tỉnh, vùng sâu vùng xa để gần gũi người dân. Trong những ngày ở nhà, nữ nghệ sĩ nhận hàng trăm nghìn tin nhắn, các cuộc gọi điện thoại qua những khán giả khắp nơi. Khi biết hàng hóa thực phẩm thành phố khan hiếm, nhiều người ở quê cách 2-3 ngày lại gửi rau thịt đến tận nhà Lê Thúy. Với bà, những món quà quý giá trị vật chất không đáng bao nhiêu nhưng vô giá vì tình thương, chính những ân tình này đã theo bà những năm tháng tuổi trẻ đến khi bước sang tuổi xế chiều. Lê Thúy vừa tròn tuổi 75, bên gia đình nhỏ do dịch, bà tổ chức sinh nhật như mọi năm, nhưng nhiều khán giả bạn bè vẫn nhớ ngày gửi hoa đến bà bày tỏ tình cảm. Tôi mới bà ước gì sức khỏe, song hạ để tiếp tục phục vụ khán giả. Sống bình dị bên chồng con, tôi cũng muốn dành trọn thời gian để ấm áp cho mình hơn ở đời người phiêu dạt với nghề khắp nơi mọi tổ quốc, bà nói. Do tuổi cao sức yếu, Lê Thúy cùng hạn chế từ vài năm trở lại đây, nghệ sĩ mặc bình dài cột sống, thoát vị địa đệm, nên mỗi khi trái gió trở trời lại hành đau nhức. Bà cũng có tiền sử bệnh tim mạch và đã tiến hành phẫu thuật cách đây nhiều năm. Nữ nghệ sĩ thấy ý thức trong sinh hoạt, ăn uống khoa học và uống thuốc hàng ngày. Với Lê Thúy, thành công nhất mình là một tổ ấm bình dị bên chồng và con. Nữ nghệ sĩ kết hôn cùng ông Dương Đình Trúc, một kỹ sư kinh tế và cũng là tình đầu của bà vào năm 1973. Chính sự trung thủy bao dung, lẫn nhau giúp đôi vợ chồng già duy trì được hạnh phúc gia đình sau gần 50 năm. Kết quả cuộc hôn nhân đó là 3 người con, 2 trai 1 gái, các con đều được bà cho sang Úc du học và tốt nghiệp cử nhân kinh tế. Trong đó ca sĩ Dương Đình Chí sau khi học xong về nước cùng mẹ và nối nghiệp bà ca hát. Hai người còn lại thì định cư ở Úc, nghệ sĩ khoe bà có 2 cháu ngoại và vừa lên chức bà nội cách đây không lâu. Tôi chưa bao giờ đặt tâm thế mình là một người nghệ sĩ khi làm vợ, làm mẹ hay làm bà ở ngoài. Có lẽ Lê Thúy nổi tiếng nhưng khi bước vào thềm nhà thì không bỏ hết những điều đó sau lưng. Là một người nghệ sĩ phải biết hầu chồng, dạy con, đó 4 phần là trách nhiệm, nghệ sĩ chia sẻ về bí quyết giữa tổ ấm. Lê Thúy sinh năm 1948 tại Vĩnh Long, bà đi hát từ 10 tuổi, sớm thành danh nhờ giọng hát, nét diễn đằm thắm mộc mạc và được mệnh danh là cô đào ngoại hạng của sân khấu cải lương. Các vai diễn để đời như gồm Tô Ánh Nguyệt ở vở Tô Nguyệt, Lan vở Lan và Điệp, Mai vở Hàn Mặc Tứ, Lô Tứ Phượng vở Lôi Vũ, Kim Anh vở đời Cô Liệu,
năm 1964, Lê Thúy nhận huy chương vàng tiến vọng, đánh dấu bước ngoặt thành công đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2012, bà nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.